Wow, hôm nay mình mời các bạn đến thế giới xe container của mình nha. Ở đây thì có rất là nhiều xe container đẹp nha các bạn. Trời ơi, đẹp quá. Có rất là nhiều màu nha. Xe container màu xanh lá cây nè. Xe container màu vàng nè. Xe container màu đỏ nè. Xe container màu xanh nè. Xe container màu trắng nữa. Và xe container màu đen nữa nha các bạn. Bên đây có một cái chiếc màu trắng nữa này nữa nè. Rất là nhiều ha. Trời ơi đẹp quá. Rồi hôm nay mình mời các bạn xem hết video này của mình nha. Ơi hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục dẫn các bạn đi tìm những món đồ chơi ở bãi đất trống này nha các bạn. Rồi bây giờ mình mời các bạn theo chân mình để đi tìm những cái món đồ chơi mới và đẹp ha. Rồi bây giờ đi thôi. Các bạn phải nhìn thật kỹ để mà mình thấy những cái món đồ chơi đó nha. Ui. Ui cha. Wow. Wow, xe đồ chơi các bạn ơi, đẹp quá các bạn. Một chiếc xe container chở xe cần cẩu múc cát và chở một cái chiếc xe tải chở đất này các bạn. Trên đây có một cái cục đất này các bạn ơi. Đẹp quá các bạn ơi. Xe cẩu múc cát màu cam nè. Xe tải nè, xe tải chở cát nè, đá nè các bạn. Đổ ra luôn rồi. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Xe cái đầu cong nè. Cái đầu container này rất là ngầu nha các bạn. Rồi bây giờ mình lấy cái món đồ chơi này mình để vô cái gỗ này nha. Rồi bây giờ tiếp tục mình đi tìm thôi các bạn ơi. Nhìn thật kỹ nha các bạn để mà mình tìm những cái món đồ chơi thật đẹp nha. Wow, để mình vô cái hòn đá này coi có không. Ui cha. Wow. Hay. Trời ơi. Lại là một cái chiếc xe container nữa nha các bạn. Xe container chở một cái chiếc xe container nhỏ nè. Trời ơi, nhìn nó đẹp quá các bạn ơi. Xe container đây. Một cái chiếc xe container màu đỏ nè các bạn. Đẹp quá các bạn ơi. Cái đầu nè, cái xe này chắc xịn lắm nha các bạn. Nhìn cái xe này xịn lắm luôn á. Thôi mình để vô cái gỗ này nha. Còn đây là một cái chiếc xe container bự nè các bạn. Thật là to luôn các bạn ơi. Wow, nhìn cái đầu container này thì rất là ngầu nha các bạn. Cho cục đất lên đây coi. Chở đi. Rất là đã luôn nha các bạn. Để vô đây. Trời ơi, được mấy món đồ chơi luôn rồi các bạn. Toàn là xe container thôi. Để mình nhìn trên cây coi có không nha các bạn. Phải nhìn thật kỹ mới được các bạn ơi. Ui cha. Lại là một cái chiếc xe container nha các bạn ơi. Trời ơi, xe container bolid nè các bạn. Có chở những cái chiếc ô tô máy xúc bên trong nè các bạn ơi. Trên đây thì có một cái chiếc xe cẩu múc cát nè các bạn. Xe cẩu múc cát màu vàng nha. Để coi mình múc cát coi được không. Xe cẩu múc cát màu vàng nè, để vô đây. Wow, xe container nha các bạn. Có chở mấy cái chiếc xe ấy rớt ra rồi các bạn ơi. Cho mấy chiếc xe này vô nha. Rồi để vô đây. Nhìn coi. Wow, cái lá cây này xanh đẹp đẹp quá các bạn ơi. Có cái bông nữa nè. Sao hôm nay nhiều xe container quá các bạn ơi. Rất là nhiều xe container luôn á. Chiếc xe này có hai cái con mắt này các bạn. Có hai cái con mắt này, có cả chân mày nữa nha các bạn. Có chở một cái chiếc xe đua và một cái chiếc xe nâng bên trong nha các bạn. Một cái chiếc xe xe container màu xanh lá nha. Giống cái màu lá cây chưa các bạn. Rất là đẹp nha. Đẹp lắm. Rồi để vô cái sọt này nha các bạn ơi.
Wow, rất là nhiều luôn rồi các bạn ơi. Để mình coi đây coi còn không, không có là mình lại kia mình đổ ra mình coi bao nhiêu chiếc xe nha. Ui, 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 container nữa các bạn ơi. Wow, hôm nay trúng mánh luôn các bạn. Toàn là tìm những cái chiếc xe container thôi. Rất là màu. Nhiều xe màu mè rất là đẹp luôn các bạn ơi. Bên trong thì có chở hai cái chiếc xe đua này nha, nha các bạn. Xe đua hiệu số 3 nè. Xe container màu vàng nha. Trời ơi, đẹp quá các bạn. Rồi, mình sẽ để vô đây nha. Một cái sọt đồ chơi container thôi. Các bạn ơi, mình lại tìm được một chiếc gì nữa nè. Xe container màu trắng nha các bạn. Bên trong có chở một cái chiếc xe đua và một cái chiếc xe ô tô máy xúc nha các bạn. Xe container bullet nha. Xe cảnh sát đấy. Rồi mình để vô cái gỗ này, mình lại cái chỗ đất trống mình bỏ ra nha. Ai, mình sẽ đổ nguyên cái kho báu đồ chơi này ra nha các bạn. Trời ơi, rất là nhiều xe container nha các bạn. Container đây. Trời ơi, rất là nhiều màu. Xe này rất là nhiều màu luôn các bạn ơi. Đây, xe container màu trắng nè, màu xanh, màu vàng, màu đen nữa nè, màu đỏ nữa nha các bạn. Trời ơi, nhiều quá. Rất là đẹp luôn á các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ gáp cái chiếc xe container lại này lại nha các bạn. Đây. Thành công rồi các bạn ơi. Một chiếc xe container màu đỏ nha, rất là đẹp đó các bạn. Xe container màu đen nè các bạn. Ui trời ơi. Ôi chiếc này đẹp quá các bạn. Để mình lắp lại nha. Mình sẽ lắp chiếc xe container này lại thôi. Hay đó. Mình để đây. Mình để đây nha, mình cho hai chiếc xe cổng mút cát này lên đây nha các bạn. Đấy. Wow. Đẹp quá các bạn ơi. Xe container màu trắng nữa nè các bạn. Màu trắng nè, xe container màu trắng chở một cái chiếc xe container màu đỏ nè. Trời ơi đẹp quá. Còn đây là một cái chiếc xe tải chở cát. Xe container màu xanh lá nè các bạn. Để mình lấy mấy chiếc xe bên trong ra nha. Trời ơi, một cái chiếc xe đua các bạn. Xe đua nha. Rồi mình để vô nha các bạn. Còn đây là một cái chiếc xe nâng màu vàng. Đóng cái nắp lại thôi, rất là đẹp nha các bạn. Đẹp quá, xe này có hai con mắt nè. Rồi còn đây là một cái chiếc xe container màu vàng. Trời ơi đẹp quá các bạn. Khui ra nha. Ây dạ. Một cái chiếc xe đua màu xanh lá. Trời ơi, có số 3 nè các bạn. Rất là đẹp ha. Bỏ vô lại. Còn cái xe này là cái số 39 nè các bạn. Số xe này chắc chạy nhanh lắm luôn các bạn ơi. Rồi mình để đây nha. Rồi còn đây là một cái chiếc xe container cũng rất là bự nha các bạn, rất là dài luôn. Bên trong có chở một cái chiếc xe tải nè các bạn. Xe tải chở cát. Cho cát lên đây. Xe này thì rất là nhỏ nha các bạn. Đó. Cho cát lên. Wow. Chơi rất là đã nha các bạn. Để trên đây thôi. Tin tin tin. Ở đây có một cái xe cẩu mút cát nè các bạn. Để lên đây nha. Đấy. Xe tải chở cát nữa nè. Bây giờ mình sẽ lấy cái cẩu này mình múc lên xe nghe. Chín. Chín. Ây cha cha. Trời ơi đẹp quá. Những cái chiếc xe container ở đây rất là đẹp nha các bạn. Mình múc đầy rồi.
để lên đây. Còn chiếc xe cổng két này thì mình để ở đây nha. Còn lại đây là một cái chiếc xe container màu trắng nha các bạn. Chiếc xe cuối cùng nè. Mình lấy ra nha. Wow, một cái chiếc xe đua nữa nha các bạn. Genkin nè. Một cái chiếc xe đua màu tím. Còn đây là một cái chiếc xe máy xúc nha các bạn. Máy xúc cát. Ô, nó chẻ cái đường cát rồi các bạn. Rất là đã luôn các bạn ơi. Rồi, mình để vô đây lại nha. Wow, nhiều xe quá các bạn. Cho các bạn xem lại những cái chiếc xe này nha. Wow, rất là đẹp. Bây giờ mình đếm thử xem bao nhiêu chiếc xe container nha các bạn. Một chiếc nè, hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc, năm, sáu, bảy chiếc luôn các bạn ơi. Rất là nhiều xe container nha. Wow, mình đếm xe container thôi nha các bạn. Còn mấy chiếc xe này cũng rất là nhiều đó. Xe nhỏ nhỏ này nhiều lắm. Rồi bây giờ mình sẽ mang những cái món đồ chơi này về nhà mình chơi nha các bạn ơi. Rồi, bye bye các bạn và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Bye bye.